Đến thời điểm này tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm Tết đã bắt đầu sôi động. Tại các cửa hàng, nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Dọc theo gần 2 km bên đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức, vào thời điểm này các cửa hàng chuyên doanh cây cảnh đã cho lên kệ những chậu bưởi diễn vàng rực, trĩu quả, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Với cái loại bưởi diễn này thì tất cả nhà vườn nhập từ ở khu vực ngoài Bắc vào, cung cấp theo cái khách hàng mà thân thiết đã nhiều năm đã ủng hộ cửa hàng rồi, với cái số lượng là đáp ứng nhu cầu của họ chơi như mỗi năm. Giá cả thì cũng như mỗi năm, nó bình ổn lắm, dao động nó từ khoảng từ 25 triệu đến 75 triệu. Có những cái mức giá phù hợp hơn thì có thể là dưới 20 triệu, tầm khoảng mười mấy triệu, 10 triệu, cũng vài triệu một cây bưởi, cũng tùy theo cây bưởi là nó to hay nhỏ hoặc là nó đẹp hay xấu thôi. Đến khu vực chợ lớn quận 5, những ngày này mặt hàng đồ trang trí Tết cũng đã được trưng bày giới thiệu để người dân ghé vào mua sắm. Các loại đồ trang trí đang được các cửa hàng chuẩn bị đầy đủ, đa dạng chủng loại để phục vụ cao điểm mua sắm Tết của người dân. Hàng hóa là cũng chuẩn bị nói chung là đầy đủ hết. Thì tình hình buôn bán năm nay thì so với trước dịch thì cũng có cái tiến bộ hơn. Đồ trang trí thì có vẫn theo truyền thống thôi. Đó, lì xì rồi có những cái thứ năm nay như này. Đó, trang trí là mây tre lá này. Rồi mình trang trí thêm bánh chưng bánh tét lên là theo tinh thần truyền thống của ông bà. Rồi cây mai, đây là những sản phẩm mới của năm nay đó, gọi là những cái vòng trang trí. Còn đây là những cái câu chúc này, đây phúc lộc thọ này, cái này cầu mong chúc cho mọi người năm mới và liễn, rồi các thứ trang trí khác nữa để cho gia đình cảm thấy nó ấm cúng. So với năm ngoái thì là giá thành đầu vào là nó cũng lên tương đối đấy, nhưng mà mình cũng không có tăng giá so với năm ngoái bao nhiêu đâu. Tại vì thu nhập nói chung của mọi người buôn bán giờ nó cũng khó khăn lắm. Đó, nên cố gắng để duy trì tương đương mức năm ngoái. Còn ghi nhận tại chợ Bình Tây, các quầy sạp kinh doanh bánh kẹo, mứt Tết đang tất bật chuẩn bị hàng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho ngày Tết của người dân. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các tiểu thương vẫn cố gắng duy trì giá cả ổn định, không tăng giá các loại hàng hóa phục vụ Tết để bất cứ ai cũng có thể an tâm mua sắm Tết. Cũng chuẩn bị trước đó là nửa tháng rồi. Hàng hóa nè, thực phẩm, bánh mứt đủ thứ nè, các loại nè. Thì cái mức giá cũng bình thường, không có lên giá gì hết để duy trì cho bà con mua sắm rồi cũng đầy đủ hết. Mà mọi người, mọi nhà đều phải ăn Tết giống nhau hết. Giống như người ta bị thất nghiệp thì người ta sắm ít lại, chứ không phải là không sắm, ai cũng phải ăn Tết đó.